Siêu thị điện máy của Ecomax xin kính chào quý khách. Hôm nay thì em sẽ chia sẻ cho mọi người cái cách sử dụng của một chiếc điều hòa của Aqua. Dòng cơ các bác nhá. Cơ tức là dòng không có inverter. Thì đây em sẽ có cái máy dàn lạnh đây này. Còn đây là cái điều khiển của nó này. Cái dàn lạnh này thì em chưa có cắm điện nên là các bác sẽ hướng vào cái phần điều khiển trên cái điều khiển nhỏ nhỏ này, remote này. Điều khiển remote này thì các bác sẽ có đi kèm hai cục pin nhé. Mọi người lắp pin vào đây. Bên trong là sẽ có hai cục pin, pin con. Thì các bác lắp vào. Đây là pin con này. Đó. Thì cái này thì bác lắp vào xong. Thì ở phía bên trong này nó sẽ có cái... Ở phía bên trong này sẽ có tất cả những cái phím chức năng của chiếc điều hòa này. Chúng ta sẽ có nút nguồn này. Nguồn các bác nhé. Nút nguồn. Sau khi bật nguồn lên thì đây cái bảng điều khiển điện tử nó sẽ hiển thị lên trên này. Thì các bác sẽ bấm vào, bấm chức năng gì thì các bác hướng vào điều hòa mọi người nhé. Nút trên cùng là nút turbo. Nút turbo thì các bác kích vào đây. Nó sẽ hiển thị cái phần mũi tên ở phía trên điều khiển này. Và cái phần quạt gió của nó là thổi gió là tự động. Đấy, tự động thì giúp cho chúng ta là làm mát nhanh nhất có thể với chế độ là máy turbo này. Khi làm mát đủ rồi thì các bác sẽ tắt đi. Tắt đi. Tiếp đến là các chế độ. Ở đây chúng ta sẽ có hai chế độ. Là một là chế độ close, là chế độ lạnh. Khi ra bấm vào chế độ này thì ở phía bên trên này sẽ hiển thị cái bông tuyết này. Các bác nhìn thấy không? Hiển thị bông tuyết là làm lạnh nhanh nhất. Tiếp đến là chế độ dry. Dry là chế độ nọc chế độ chống ẩm, chế độ chống ẩm nhé. Khi thời tiết lồm ẩm thì các bác bấm vào chế độ dry này. Đấy. Quạt gió cũng tự động luôn. Tiếp đến là các chế độ tăng giảm nhiệt độ ở phía dưới này. Các bác có thể tăng lên hoặc giảm xuống, tăng giảm nhiệt độ. Ở đây là chế độ quạt gió thì các bác có thể để tự động hoặc các bác điều chỉnh là một lớp, hai lớp hoặc ba lớp tùy mình. Chế độ này thì giúp cho chúng ta thổi gió cả hơi lạnh lẫn cả hơi gió thổi ra. Còn nếu mà các bác chỉ muốn hơi gió không thôi thì các bác chọn chế độ fan. Đây fan đây, các bác bấm vào đây. Đây là chế độ fan, nó chỉ thổi gió thôi mọi người nhé, không có thổi được hơi lạnh. Đấy, các bác tắt đi. Các bác chuyển về chế độ close. Đấy, để đổi gió lại. Tiếp đến là chế độ 2i. Đây là chế độ giúp cho chúng ta hay là chế độ này. Chế độ swing. Chế độ swing thì giúp là chế độ chỉ đảo gió thôi, đảo gió lên trên xuống dưới thôi. Đảo gió lên trên xuống dưới các bác nhé. Chế độ sleep là chế độ cho một giấc ngủ ngon. Thì cái chế độ này nó sẽ giúp cho chúng ta thổi gió dịu nhẹ mọi người nhé. Khi các bác bấm vào đây, bấm vào đây nó sẽ hiểu biểu tượng cái đồng hồ ở phía bên trên bảng điều khiển này. Chế độ quick. Quick là chế độ dịu nhẹ. Dịu nhẹ mọi người nhé. Thêm mau. Thêm mau là chế độ cài đặt thời gian mở. Còn thêm mọp là chế độ cài đặt thời gian tắt. Thì các bác click vào đây. Đây là sẽ có thời gian cho các bác chọn này. Mấy giờ. Khi mà các bạn chọn bác chọn 7 giờ nó bật thì các bạn bấm com him. Đấy, sau đó các bác chọn thời gian tắt. Các bác điều chỉnh lên. Ví dụ 7 giờ bật thì 8 giờ tắt. Xong các bác bấm com him. Như vậy là đã xác nhận được rồi. Ok, xác nhận xong. Thì nếu mà muốn hủy thì các bác cứ vào đây và bấm hủy nhá. Bấm vào nút Thanam và các bác bấm hai lần thì nó sẽ hủy cái chế độ đó. Cái chế độ light này là chế độ hiển thị bảng điều khiển, bảng cái đèn ở trên cái dàn lạnh. Đấy. Cách sử dụng của chiếc điều khiển này nó chỉ đơn giản như vậy thôi. Các bác nào có những câu hỏi gì có thể để lại tin nhắn phía dưới ở comment để bên siêu thị sẽ giải thích cho các bác. Rất cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi hết cái clip của em. Hẹn gặp lại tất cả các bác trong những video clip tiếp theo.